Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên bản tin chính thức của TV Chains nâng tầm kiến thức. Bản tin ngày hôm nay 16 tháng 5 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Rợn người hình ảnh Nga phá hủy kho vũ khí Ukraine như ngày tận thế, hóa vàng 500 triệu USD hàng hóa. Cùng lúc đó, điều quân tinh nhuệ đến Bakhmut, Nga kiểm soát hoàn toàn các tòa nhà chọc trời quan trọng tại tử địa miền đông, Xung đột với Nga chưa hạ nhiệt, Tổng thống Zelensky tuyên bố không tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào. Người phát ngôn Điện Kremlin chỉ trích Ukraine trên thực tế đã trở thành nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Âm mưu che giấu sự thật, báo Mỹ xóa trích dẫn phản quốc khỏi cuộc phỏng vấn với Zelensky. Cảnh báo nguy hiểm, Nga cấp uranium cho Trung Quốc mở ra kỷ nguyên mới của vũ khí hạt nhân đã đến lúc phải hành động. Mỹ lo ngại về cú bắt tay ngày càng kháng khích Nga, Iran. Đáng chú ý, mạng xã hội lên án gây gắt người đứng đầu EU sau phát ngôn về các giá trị của Ukraine. Hoa Kỳ, Bắc Kinh tiếp tục leo thang căng thẳng. Trung Quốc bỏ tù trung thân công dân Mỹ vì tội gián điệp. Quý vị thân mến, trong bối cảnh Ukraine tiến hành những bước đầu tiên của cuộc phản công không được nhiều chuyên gia kỳ vọng, Nga liên tục thị uy sức mạnh bằng loạt đòn đánh khiến người ta giận người. Hình ảnh vệ tinh mới về một địa điểm lưu trữ đạn dược và chất nổ ở phía tây thành phố Kamenetsky của Ukraine cho thấy, Moscow đã tấn công bằng máy bay không người lái, phá hủy hầu hết cơ sở trị giá 500 triệu đô la Mỹ này. Hôm qua, các video xuất hiện cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên ở ngoại ô Kamenetsky. Sự hủy diệt rõ ràng là do một loạt vụ nổ thứ cấp cực lớn gây ra. Được biết, kho vũ khí bị phá hủy trị giá khoảng 500 triệu USD. Planet Lab đã cung cấp những hình ảnh chụp sáng ngày 14 tháng 5 năm 2023, cho thấy kho đạn bị phá hủy, có vết sẹo sâu và đổi màu sau vụ nổ lớn. Quy mô của sự hủy diệt là khá đáng chú ý vì khu vực lưu trữ an toàn rộng nửa dặm. Các báo cáo nói rằng kho vũ khí đã bị máy bay không người lái của Nga tấn công và đã có nhiều thương tích cũng như thiệt hại cho các tòa nhà trong khu vực xảy ra do sóng xung kích từ các vụ nổ thứ cấp. Ngoài các báo cáo về cuộc tấn công bằng UAV, vẫn chưa biết chính xác loại vũ khí nào gây ra vụ nổ. Nga đã nhắm mục tiêu vào một kho vũ khí tương tự ở miền đông Ukraine chỉ chưa đầy 2 tuần trước đó. Cuộc tấn công đó đã gây ra sự tàn phá tương tự để lại miệng núi lửa khổng lồ trên mặt đất, nơi vụ nổ bắt nguồn. Theo thông tin cung cấp, khu vực xảy ra vụ tấn công có khả năng chứa đạn và vật liệu nổ cũ nát có từ thời chiến tranh lạnh. Nhưng một số người cho rằng loại đạn mới hơn được sử dụng để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh cũng có thể được cất giữ ở đó. Nga dường như đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở này để phá hủy bất kỳ vật liệu liên quan nào được lưu trữ trong chúng, hoặc ít nhất là để gây ra một vụ nổ thứ cấp có sức hủy diệt lớn. Còn tại cối xe thịt đẫm máu miền Đông, Pravda đưa tin, Nga đang triển khai lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ tới ngoại ô Pekmut khi quân đội Ukraine đạt được những bước tiến trong khu vực và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Bà Hanna Malia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong thành phố, trong khi quân Nga đang đưa các đơn vị tấn công đổ bộ đường không đến vùng ngoại ô Pekmut. Mọi thứ rất khó khăn ở Bắc Mút và khu vực xung quanh, cực kỳ khó khăn. Bất chấp mọi khó khăn, quân đội của chúng tôi đã tiến lên trong vài ngày qua. Tất cả là nhờ vào sức mạnh và tính chuyên nghiệp của quân đội chúng tôi. Người Nga không thay đổi quan điểm của họ về Bắc Mút. Họ đang triển khai các đơn vị tấn công đổ bộ đường không tinh nhuệ tới vùng ngoại ô Bắc Mút. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, việc bảo vệ Bắc Mút vẫn tiếp tục. Bà Malia nhấn mạnh. Trong khi đó, quyền người đứng đầu Donetsk, Denis Pushilin nói rằng các lực lượng Nga đã chiếm hoàn toàn các tòa nhà chọc trời vốn được coi là then chốt của chính quyền Kiev ở Bakhmut và đang tiến về phía trước. Chỉ huy quân sự Alexander Simonov đồng thời cho biết Moscow đã giành được một số chiến thắng và chiếm thêm thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây thành phố. Theo đó, trong các khu vực phòng thủ của Kiev, các binh sĩ Wagner đã giành được các tòa nhà cao tầng. Mỗi tòa nhà trước đây được trang bị cho một thành trì riêng biệt. Theo Bộ Quốc phòng, phía Bắc và phía Nam Bắc Mút trong những ngày qua, Ukraine đã có những nỗ lực lớn nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công của các đơn vị Ukraine ở khu vực Bakhmut đều bị các máy bay chiến đấu của Nga đẩy lùi thành công. Giữa lúc xung đột với Nga chưa hạ nhiệt, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào khi thiết quân luật vẫn còn hiệu lực ở nước này. Theo lịch trình, Ukraine sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 10 tới và bầu cử tổng thống vào đầu năm sau. Trả lời phỏng vấn tờ Washington Post ngày 14 tháng 5, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, nếu chúng ta còn áp đặt thiết quân luật, chúng ta không thể tổ chức bầu cử, hiến pháp nghiêm cấm bất kỳ cuộc bầu cử nào diễn ra trong thời gian thiết quân luật. Nếu không có thiết quân luật thì sẽ có bầu cử. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, theo hiến pháp nước này, bầu cử sẽ diễn ra 90 ngày sau khi thiết quân luật kết thúc. Tình trạng không chắc chắn về các cuộc bầu cử sắp tới ở Ukraine ngày càng gia tăng khi cuộc xung đột với Nga đã kéo dài hơn một năm chính quyền Ukraine đã ban hành thiết quân luật ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia Đông Âu hôm 24 tháng 2 năm ngoái và liên tục gia hạn do bối cảnh xung đột ngày càng gia tăng. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, Ukraine trên thực tế đã trở thành một nhà tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Quả chức này đưa ra nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Radubin đường phát sóng vào cuối tuần qua người phát ngôn đã được yêu cầu bình luận về một cam kết gần đây của Giám đốc Tình báo quân đội Ukraine Kirill Budandov, người thề sẽ tiếp tục giết người Nga ở bất cứ đầu trên toàn thế giới. Ông Beskov lưu ý rằng, bất chấp tính chất bùng nổ của chúng, những nhận xét này không vấp phải bất kỳ sự chỉ trích nào từ các nhà tài trợ phương Tây của Kiev. Ông Beskov nói, bản chất của tuyên bố này là chưa từng có, và tất nhiên sẽ rất lạ nếu không nghe thấy bất kỳ lời lên án nào từ các thủ đô châu Âu và từ Washington. Logic nói rằng không thể làm gì nếu không bị lên án. Người phát ngôn cho biết thêm, việc Budanov thừa nhận là bằng chứng nữa cho thấy Kiev đã trực tiếp dàn dựng các cuộc tấn công khủng bố chống lại người Nga. Theo ông Peskov, các cơ quan đặc biệt của Nga biết phải làm gì sau những tuyên bố như vậy, nhưng không nêu chi tiết về các biện pháp đối phó tiềm năng đối với các hoạt động này. Ông nói, rõ ràng là chế độ Kiev đứng đằng sau các vụ giết người, không chỉ tài trợ mà còn tổ chức, xúi dục và thực hiện chúng. Trên thực tế, chúng ta đang nói về một nhà tài trợ khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tờ báo Mỹ Washington Post đã cắt một đoạn lớn các thông tin liên quan đến khủng bố về phía mình, ông Zelensky thúc đẩy tờ báo tiết lộ những kẻ bị cáo buộc phản bội trong hàng ngũ chính quyền Kiev và giận dữ chỉ trích các nhóm phóng viên của tờ báo này đã giúp đỡ Nga bằng cách công bố các tài liệu bị dò gì. The Post đã công bố bản ghi của một cuộc phỏng vấn dài với Zelensky vào cuối tuần qua sau cuộc thảo luận về một đợt phản công của Ukraine chống lại các lực lượng Nga tờ báo đã hỏi liệu cơ quan tình báo quân sự của ông GUR có liên lạc ngầm với Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Nga Wagner hay không. Trích dẫn các tài liệu lầu năm góc bị rò rỉ gần đây, Post giải thích với Zelensky rằng các điệp viên Mỹ đã ghi nhận một cuộc gặp giữa Tổng thống và người đứng đầu GUR Kirill Budanov vào tháng 2. Trong đó, Budanov nói với ông rằng ông đã biết về một kế hoạch của Wagner nhằm gây bất ổn cho Moldova, nhưng có thể chống lại kế hoạch này. Kế hoạch bị cáo buộc khủng bố khi tiết lộ giao dịch của chính ông Zelensky với Prigozhin, miêu tả ông chủ Wagner là kẻ phản bội đã làm việc với Ukraine. Đáp lại, ông Zelensky trả lời một cách giận dữ. Đầu tiên hỏi ai trong chính phủ của ông đã chuyển tài liệu này cho bưu điện. Người đứng đầu Ukraine cảnh báo, bất kể đó là ai, đều phạm tội phản quốc là trọng tội nghiêm trọng nhất ở đất nước của ông. Mặc dù được cho biết rằng tài liệu không đến từ Kiev, mà từ Washington, Zelensky vẫn yêu cầu người phỏng vấn tiết lộ, tờ báo đã nói chuyện với quan chức Ukraine nào. The Post hiện vẫn chưa đăng câu chuyện dựa trên tài liệu đó khi được thông báo rằng ông là quan chức Ukraine đầu tiên mà tờ báo phỏng vấn. Zelensky đã thúc giục người phỏng vấn của mình đừng chạy trốn, bởi làm như vậy sẽ khiến Ukraine mất tinh thần. Gần đây, truyền thông Nga xác nhận việc Nga cung cấp uranium cho Trung Quốc. Giới chuyên gia lo ngại, hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước này có thể đảo lộn quá trình kiểm soát vũ khí hạt nhân quốc tế vốn ổn định trong nhiều thập niên. Cảnh báo viện triệu của nga có thể giúp Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn, trong khi tính khả thi về đàm phán kiểm soát tình hình là không cao. Bloomberg đưa tin, giám đốc cấp cao về kiểm soát vũ khí tại Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ là Brian Neyvati đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn rằng. Trung Quốc và Nga đã không ngừng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân quan trọng cho vũ khí hạt nhân. Đồng thời, hai nước này cũng đã tăng cường hợp tác với Iran, bao gồm quan hệ thương mại và các cuộc tập trận quân sự chung. Tờ SCMP trích dẫn truyền thông nhà nước cho hay, trong 3 năm tới, công ty con của nhà cung cấp năng lượng hạt nhân Nga Rosatom sẽ xuất khẩu nhiên liệu cho dự án lò phản ứng neutron nhanh tại huyện hà Phố, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc những gì Moscow cung cấp cho Bắc Kinh trong dự án liên quan là uranium-235 với nồng độ hơn 30%, chủ yếu được sử dụng làm nhiên liệu hạt nhân trong các phản ứng hạt nhân và cũng là một trong những nguyên liệu chính để sản xuất vũ khí hạt nhân. Xu hướng hợp tác hạt nhân ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Nga đã khơi dậy cảnh giác của Mỹ, trong một bức thư gửi cố Vấn an ninh Quốc gia Mỹ, Jack Sullivan vào tháng 3, một nhà lập pháp cấp cao của đảng Cộng hòa Mỹ đã viết rằng sự hợp tác như vậy giữa Trung Quốc và Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh Mỹ, qua đó kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden tìm cách chấm dứt mối quan hệ hợp tác nguy hiểm giữa cơ quan năng lượng nguyên tử Nga và Trung Quốc. Trong một phiên điều trần gần đây tại Quốc hội Mỹ, trợ lý John Plum, phụ trách về chính sách vũ trụ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng chỉ ra rằng lò phản ứng neutron nhanh chính là plutonium còn plutonium là để chế tạo vũ khí. Hợp tác của Nga và Trung Quốc trong vấn đề này là vấn đề rất đáng lo ngại. Mối đe dọa chưa dừng lại ở đó, trang tin 1945 viết, Mỹ cũng nên lo ngại về mối quan hệ song phương ngày càng tăng về quân đội, chính trị đối ngoại và kinh tế giữa Nga và Iran washington và các quốc gia có cùng chí hướng cần khẩn trương thực hiện các bước đi để làm suy yếu và đối phó với trục nga iran chống nước mỹ trước khi lợi ích quốc gia của mỹ chịu thêm thiệt hại các bình luận viên james philip và peter brockes nhấn mạnh theo các tác giả moscow và tehran đang tăng cường hợp tác song phương về quân sự chính trị đối ngoại và kinh tế theo các nhà báo việc đó làm suy yếu lợi ích của hoa kỳ ở châu âu âu á và trung đông như nêu trong bài viết, Iran có kế hoạch mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-35 và các thiết bị khác từ Nga. Ngoài ra, tờ báo viết có tin tức đáng lo ngại rằng Điện Kremlin có thể giúp đỡ đối tác của mình trong chương trình hạt nhân cũng như về tên lửa tầm xa. Các nhà quan sát nhận xét rằng chính quyền Biden đã thất bại trong việc ngăn chặn liên minh đang phát triển một cách nguy hiểm nói trên. Kết quả là các đồng minh của Mỹ đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng. Trước đó, vào giữa tháng 1, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran là Sharia Heidari cho biết Tehran sẽ nhận được máy bay chiến đấu Su-35 của Nga sau ngày 21 tháng 3. Đáng chú ý, người dùng mạng xã hội Twitter đã hết lời chỉ trích người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau những lời lẽ về sự hiện diện các giá trị chung tới Ukraine. Cụ thể, chính trị gia này nói rằng chế độ Kiev đấu tranh cho các giá trị chung với EU, bao gồm cả dân chủ và thượng tôn pháp luật. Người đứng đầu EC đã cho biết như vậy trong bài phát biểu tại lễ trao giải Chalamet cho Vladimir Zelensky ở thành phố Aachen của Đức. Một độc giả bức xúc bình luận, giá trị mới của EU đó là quyền tự do giết chóc. Hiện người ta đang trao giải thưởng cho việc này. Người thứ hai nhấn mạnh Brussels đang hành xử như một tổ chức khủng bố. Khi chuyện này kết thúc, bọn họ sẽ mục rỗng trong tù hoặc có thể còn tồi tệ hơn. Một người khác nói thêm, hãy nói cho chính mình ấy, đa số người châu Âu muốn hòa bình và không tin vào những trò lừa bịp của bà về thực tế. Thật kinh tởm, thật đáng xấu hổ, thật nực cười, người đó đã làm được điều gì nổi bật cho châu Âu. Hầu hết mạng xã hội đều có chung quan điểm rằng bà von der Leyen có vẻ như đã mất trí, không có một giá trị nào bà đề cập đến liên quan đến Ukraine. Ngay ở châu Âu, tình hình cũng không khá hơn là bao. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nam Phi nói nước này đã giải quyết xong với Mỹ về cáo buộc chuyển vũ khí cho Nga. Tin rằng Washington sẽ không trừng phạt Pretoria. Hàng loạt động thái đã được triển khai nhằm duy trì quan hệ mật thiết giữa chúng tôi và Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Gondowana nói ngày 14 tháng 5, phía Mỹ khả năng cao sẽ không đưa ra biện pháp đáp trả giận dữ nào Ông Gondongwana bình luận sau khi đại sứ Mỹ tại Pretoria, Robin Bristi, ngày 11 tháng 5 nói vũ khí và đạn dược đã được chuyển lên một tàu hàng, dường như của Nga, neo đậu ở căn cứ hải quân Town của Nam Phi hồi tháng 12 năm 2022. Chính phủ Nam Phi bác bỏ cáo buộc. Theo ông Gondongwana, Phía Mỹ lần đầu tiên nêu quan ngại của họ từ hai tháng trước và Tổng thống Cyril Ramaphosa đã yêu cầu cố vấn an ninh cùng một thẩm phán độc lập điều tra thông tin. Nam Phi cũng đã cử phái đoàn đến Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng. Mọi thương vụ vũ khí của Nam Phi đều cần được một ủy ban nội các thông qua và không có quyết định chính thức nào liên quan Nga, ông Godangwana cho biết thêm. Nếu có chuyện như phía Mỹ tuyên bố, đã có thể là hành vi của kẻ phá hoại. Những người có thông tin liên quan cần cung cấp cho thẩm phán để chúng tôi có hành động cần thiết. Nam Phi ngày 12 tháng 5 đã triệu tập đại sứ Bristy để làm rõ cáo buộc Pretoria bí mật cung cấp vũ khí cho Moscow mà ông đưa ra trước đó. Đại sứ Bristy xác nhận đã gặp ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor để đính chính những hiểu lầm liên quan phát biểu của ông. Hai bên sau đó đều cam kết duy trì quan hệ đối tác và phối hợp hành động nhưng đều không đề cập tính xác thực của cáo buộc Nam Phi chuyển vũ khí cho Nga. Washington từng cảnh báo những quốc gia cung cấp hỗ trợ cho Moscow có thể bị từ chối tiếp cận thị trường Mỹ. Còn tại Đức, quân đội nước này đã quyết định mua thêm 18 xe tăng Leopard 2 cùng 12 pháo tự hành để bù đắp cho kho vũ khí bị hao hụt của lực lượng này sau khi đã tiêu tốn quá nhiều tiềm lực cho xung đột tại Ukraine. Reuters đưa tin quân đội Đức đã đồng ý chi hơn 700 triệu euro để mua 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cùng 12 pháo tự hành để bù đắp cho lượng vũ khí hào hụt của lực lượng này sau các đợt viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo đó, hợp đồng mua 18 xe tăng Leopard 2 có giá trị 525 triệu euro, trong khi 12 tổ hợp pháo tự hành tầm xa sẽ tốn của Berlin 190,7 triệu euro. Số vũ khí này sẽ được bàn giao cho quân đội Đức muộn nhất là vào năm 2026. Theo Reuters, trong hợp đồng mua xe tăng Leopard 2, Bộ Quốc phòng Đức cũng gài thêm điều khoản cho phép lực lượng này nhận thêm 105 xe tăng cùng loại trị giá 2,9 tỷ USD. Điều khoản này có thể sẽ được kích hoạt tùy theo nhu cầu thực tế của quân đội Đức việc liên tục mua sắm thêm vũ khí là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội trị giá 107 tỷ USD của Đức nhằm đối phó với tình hình căng thẳng leo thang tại châu Âu. Trước đó, vào đầu tháng 5, quân đội Đức đã quyết định sẽ mua thêm 50 xe chiến đấu bộ binh Puma từ nhà sản xuất KMW và Remento. Giá trị của hợp đồng này có thể sẽ lên tới 1,5 tỷ euro. Quan hệ Mỹ-Trung liên tục leo thang, trong khi Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine nhiều khí tài, củng cố năng lực chiến đấu cho Kiev, thì Bắc Kinh tỏ rõ quan điểm đứng hẳn về phía Moscow. Giữa lúc này, Trung Quốc đã tuyên án tù trung thân với công dân Mỹ 78 tuổi vì cáo buộc làm gián điệp, động thái khiến mâu thuẫn với Washington thêm căng thẳng nhiều phần. John Singh Quang Luong, người mang hộ chiếu Mỹ và là thường trú nhân Hồng Kông, bị kết tội gián điệp, lãnh án tù chung thân và bị tức quyền chính trị trọn đời theo phán quyết ngày 15 tháng 5 của tòa nhân dân trung cấp thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Leon bị giới chức Trung Quốc bắt vào tháng 4 năm 2021 tại Tô Châu, thành phố giáp Thượng Hải. Ngoài bản án trên, Leon còn bị tòa án Tô Châu tịch thu tài sản cá nhân trị giá 500.000 nhân dân tệ, tương đương 72.000 USD. Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh nói họ đã biết thông tin về bản án đối với Leon. Các phát ngôn viên sứ quán từ chối bình luận cụ thể nhưng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ không có ưu tiên nào lớn hơn sự an toàn và an ninh của công dân Mỹ ở nước ngoài. Những bản án nặng như thế này tương đối hiếm đối với công dân nước ngoài ở Trung Quốc phán quyết của tòa án Tô Châu có khả năng làm tổn hại thêm mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Người đứng đầu Đại sứ quán thực tế của Philippines tại Đài Loan cho biết, chính phủ Đài Loan đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho công nhân Philippines nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan. Sylvester Bello Đệ Tam, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila Meco, Văn phòng đại diện của Manila tại Đài Loan, được văn phòng truyền thông của tổng thống trích dẫn nói rằng, cơ quan cảnh sát quốc gia đã sẵn sàng 89.000 nơi trú ẩn có thể chứa hơn tổng dân số của Đài Loan. Tại một diễn đàn truyền thông ở thành phố Weijon vào thứ bảy, Bèo Lô báo cáo: "Tôi đã gặp tổng giám đốc cùng với người đứng đầu lực lượng phòng vệ dân sự tại gia của Đài Loan. Họ đảm bảo với chúng tôi rằng họ sẽ bảo vệ những người đồng hương của chúng tôi ở đó." Theo bao lô, có khoảng 160.000 lao động nhập cư Philippines làm việc trong các nhà máy sản xuất của Đài Loan, chiếm 90% lực lượng lao động. Ông nói thêm, những người Philippines khác đang làm việc ở Đài Loan với tư cách là giáo viên, nông dân và nhân viên khách sạn. Trong bài phát biểu tại diễn đàn Manila lần thứ 8 vào tháng 4, đại sứ Trung Quốc tại Philippines, Huang Xilian đã đề cập đến số phận của 160.000 công dân Philippines ở nước ngoài (OFW) tại Đài Loan, nếu Manila ủng hộ nền độc lập của Hoa Kỳ và Đài Loan. Điều này làm tăng mối lo ngại của các OFW về sự an toàn của họ ở Đài Loan nếu Trung Quốc có hành động quân sự. Gần đây, tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Lô đã tìm cách trấn an những người Philippines lo ngại, nói rằng, ở Đài Loan, mọi thứ đều bình thường. Trong trường hợp khẩn cấp khó xảy ra, chẳng hạn như động đất hoặc thậm chí là chiến tranh, chính phủ Đài Loan sẵn sàng không chỉ bảo vệ người dân của họ, mà còn cả người dân Philippines, đặc biệt là công dân của chúng tôi. Tin tức khác trên thế giới, bão Mocha có cường độ mạnh di chuyển từ vịnh Bengal đã làm ngập thành phố Sydney tại Myanmar hàng nghìn người dân nước này đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Khoảng 400.000 người ở Myanmar và Bangladesh đã được sơ tán trước khi bão Mocha đổ bộ nhằm ngăn chặn thương vong nặng nề có thể xảy ra. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong những năm gần đây đổ bộ vào khu vực này. Myanmar dường như đã chịu tác động trực tiếp từ bão Mocha khi sức gió lên tới 210 km một giờ, tương đương 130 dặm, đánh bật mái tôn và đánh sập một tháp truyền thông một số khu vực của thành phố cảng Sidhui, thủ phủ của bang Rakhine, Myanmar đã bị ngập lụt. Một đoạn video dân cư dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy tầng trệt như tòa nhà đã chìm trong nước. Lực lượng dân quân kiểm soát vùng Rakhine cho biết một số lượng lớn các công trình kiến trúc ở Sitwi và Tao đã bị hư hại, các trường học và tu viện nơi người dân trú ẩn bị lật máy. Toàn bộ phía bắc Rakhine đã bị thiệt hại nặng nề. Phát nguồn viên quân đội Arakan Khin Thu Kha cho hay, các mạng lưới thông tin liên lạc ở Rakhine cũng đã bị gián đoạn sau khi cơn bão đổ bộ. Theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hiện trên khắp bang Rakhine và phía tây bắc Myanmar, khoảng 6 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo và 1,2 triệu người phải sơ tán. Điều phối viên Ramanathan Balakrishnan cho biết, việc một cơn bão tấn công một khu vực vốn đã có nhu cầu nhân đạo lớn như vậy là một cơn ác mộng ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dễ bị tổn thương. Theo cục trưởng cục khí tượng Bangladesh, ông Azizu Rahman, Mocha là cơn bão mạnh nhất kể từ khi bão Xích hồi tháng 11 năm 2007 tấn công bờ biển miền nam Bangladesh, cướp đi sinh mạng của trên 3.000 người và gây thiệt hại hàng tỷ USD. Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin quốc tế của TV Channel nâng tầm kiến thức trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nhớ ấn like, share và subscribe để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.